Alo, xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã đến với kênh vlog của mình nha. Lâu lắm rồi mình không ra video các bạn ạ. Hôm nay thì gia đình mình đi vào rừng đi bẻ măng, đi hái măng cả nhà. Hôm nay thấy cảnh đẹp quá mình quay kỷ niệm luôn các bạn nhá. Các bạn xem video của mình đăng ký kênh ủng hộ nhá. Đây mọi người, hái rất là đẹp luôn. Người người nhà mình đang rửa chân tay. Để mình sẽ quay cho mọi người cùng xem mà trải nghiệm mà rừng ở chỗ mình nhé mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Mọi người thác rất là đẹp luôn, thác nhỏ ở đây rất là nhiều đá, rừng rất là nhiều luôn cả nhà, và nhìn rất là đẹp luôn này, nước chảy rất là trong. Tại ở đây rừng cây lê rất là còn nhiều lắm mọi người nhá, rừng ở đây rất là nhiều khí lắm mọi người ạ. Đấy, bây giờ người nhà mình sẽ cùng đi để măng. Đây cháu gái của mình nhá, đây em dâu kia là bà xã. Nước rất là đẹp. Giờ tiếp tục qua đi xuống ở dưới đó mọi người nhá, để hai măng. Đây suối, suối này rất là nhiều đá lắm cả nhà. Đấy xuống sợ là sợ tròn lắm. Ừ. Đây, xuống từ từ nha, trơn đó. Đây cả nhà nha, bây giờ mình sẽ phát hiện nấm lê đang mọc ở bên kia. Mình sẽ qua đó hái nha mọi người. Không biết nó còn non hay là già. Nó qua cái cái nào đây già rồi cả nhà ơi, không không biết hái đâu. Thôi thôi thôi, đi đi bẻ măng đi. Đây cả nhà mình đã phát hiện là cây măng le này, măng le rừng nha. Đây, rất là đẹp. Mùa này công việc ít, có thời gian vào rừng. Đây, lẻ rất là nhiều lắm cả nhà. Bụi lê nhiều quá. Quay rất là tối. Ở trong bụi lê thì cả nhà rất là nhiều măng mòi ở dưới đất. Bên kia nữa kìa, ô bên kia to kìa. Đây cả nhà măng. Wow. Đây măng này mình luộc chấm mắm tỏi rất là ngon lắm cả nhà. Rất là nhiều măng luôn này. Đây cả nhà nhé, đây, đây. Rất là mập luôn này. Đây là bóc đây này. Măng bữa nay người ta mua 1 ký 8.000 nhé cả nhà. Đấy, mình hay về ăn thôi, không có bán. Cả nhà ơi, bây giờ mình đã phát hiện nấm nấm lê nhá cả nhà. Đây nấm lê mới mọc lên rất là ngon, nhìn non rất là ngon. Đây.
Cái này mình về mình chế biến nó món ăn nó với cả đắng. Đấy. Đây cả nhà, nấm nấm le này. Mệt. Nhìn rất là ngon. Mệt luôn. Nấm le nha. Thôi. Đây, rừng ở đây rất là kín luôn. Đây, Cố. mình chui vào bụi le rất là kín lắm cả nhà. Rất là khó chui vào lắm. À cả nhà ơi, bây giờ thành quả của gia đình mình hôm nay đấy, một gùi mang luôn. Đây bây giờ chúng mình sẽ xuống suối để bọc vỏ đó nhá mọi người. Đây rất là dốc. Nên một gùi mang luôn. À, bây giờ mình sẽ ngồi bọc vỏ, mình sẽ vỏ măng ở đây nhá cả nhà nhá, ở thác này. Đấy, cho nó mát. Hôm nay chui vào lên núi rất là mệt lắm. Đây cả nhà, lại quay trở lại chỗ thác lúc nãy. Đấy. Đây thành quả măng hôm nay đây, một gùi luôn. Đổ ra đi, đổ ra măng đi. Wow, rất là nhiều. Ác kìa. Hay gọi hạt vung. Ở đây rất là bình yên lắm cả nhà. Chỉ nghe tiếng chim với tiếng suối. Rất là vắng người. Rất là đẹp lắm, ngon lắm cả nhà. À, cả nhà ơi, bây giờ măng của mình hôm nay một vui đấy, mình bốc bỏ hết rồi, sạch sẽ lắm mọi người ạ. Giờ mình sẽ kết thúc video tại đây mọi người nha. Mọi người xem video đăng ký kênh ủng hộ nha, để đón xem video của mình tiếp theo có gì hay và lạ nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha.